Nếu Minecraft là một tựa game eSports thì sao nhỉ? Nếu các bạn đã từng đặt một câu hỏi giống như vậy ở trong đầu thì hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy một bối cảnh nếu Minecraft là một tựa game eSports. Vì một số lý do có chứa vũ khí nguy hiểm nên chúng ta sẽ không biến Minecraft thành một con game eSports bắn súng. Hôm nay thì chúng ta sẽ biến Minecraft thành một cái game tương tự như những game MOBA eSports mà nói thẳng ra thì đó là Liên Quân. Trước hết thì mình cần tìm một tuyển thủ. Nói đúng hơn là một tên nô lệ. Và tất nhiên thì một tựa game MOBA thì không thể nào mà thiếu được khuyến mãi rồi. Rất may mắn thì chúng ta có một tên nô lệ thứ hai đang đứng ở bên gốc cây đằng kia sẽ đọc cho chúng ta một cái khuyến mãi vô cùng khủng khiếp vào năm 2023. Mùng 1 Tết Liên Quân, dinh quà rất lộc. Và ngay Liên Quân nhận ngay cặp skin thần tài hữu hạn Triệu Vân và Slim. Lì xì may mắn 50.000 quân huy mỗi ngày. Và các quà tặng khác trong chuỗi sự kiện Tết từ 5 tháng 1 đến 29 tháng 1. Mùng 1 Tết vào Liên Quân, để cả năm may mắn nha các bạn. Thanh niên này sẽ là tuyển thủ suýt chuyên nghiệp của chúng ta. Bây giờ thì thằng này sẽ dẫn mình tới một cái quán net để có thể bắt đầu khóa huấn luyện. Cái quán gì nhỏ xíu vậy ba? Ok, có mấy cái bảng hiệu ở đây nè. Rồi, vô thôi. Cái một tựa game eSports MOBA nhái Liên Quân thì tất nhiên sẽ có hệ thống chọn tướng. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ không chọn mấy con cơ bản ở trong Minecraft. Bây giờ thì thanh niên nô lệ này sẽ phải nạp ngọc lục bảo của nó vào để mở khóa một con tướng siêu cấp xịn. Một con khỉ. Mà không phải là một con khỉ bình thường. Đây là Tôn Ngộ Không. Về tiểu sử của con Ngộ Không này thì ở trong Liên Quân, Ngộ Không từng là linh thú được hai gia tê tạo ra tại tu di giới. Nhưng vì ham chơi nên vô tình rơi cắm đầu xuống nhân giới và mất trí nhớ. Không giống như trong truyền thuyết thì ông Ngộ Không này lại sống ở nhân giới tại thời điểm tương lai, nơi mà tiến bộ khoa học kỹ thuật đã vượt bậc hơn hiện tại rất là nhiều. Anh em có thể nhìn bộ đồ của Tôn Ngộ Không là anh em biết được. Khi mà Ngộ Không trải qua một khoảng thời gian dài sống tại nhân giới thì anh ta mới bắt đầu dần khám phá ra được bản thân và cũng như tìm lại được danh tính thật của mình. Việc đơn giản đầu tiên là thanh niên này sẽ phải farm mấy con quái ghẻ để kiếm tiền lên đồ. Ồ, có vẻ như cậu chưa đủ tiền để mua đồ xịn rồi. Tôi nghĩ là cậu nên farm tiếp. Hoặc là không. Sau khi có một đống đồ rồi thì cậu có thể đi tìm một vài thanh niên đi lẻ để có thể gank nó. Ở kia có một thằng, cậu thử tới đánh nó xem. Chắc là cậu nạp chưa đủ. Sau một vài trận làm quen tướng thì thanh niên này cũng đã có thể phá được trụ nhà chính của đối phương và thắng cho mình trận đầu tiên. Cuối cùng thì thanh niên nô lệ đã hoàn toàn tự tin tiến tới đấu trường chuyên nghiệp. Đây là giải đấu chung kết Minecraft nhái Liên Quân toàn quốc với hai đội tuyển không tên tuổi và đều là những thành phần đỉnh cao của xã hội Minecraft. Và sau hơn 20 phút thi đấu thì nhìn sơ qua chúng ta cũng đã biết được rằng là ai chiến thắng rồi. Vâng, đó chính là đội đỏ. Thì thực tế là nó không như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tới với lý do tại sao Minecraft không phải là một tựa game eSports. À mà quên nữa, anh em đừng quên tải Liên Quân về để nhận được những phần quà và khuyến mãi ở đầu năm 2023 đó nha. Đầu tiên là Mojang, hoặc nói cách khác là Microsoft không đổ quá nhiều tiền để tổ chức những cái giải đấu lớn cho Minecraft. Và về mặt khác, hệ thống chiến đấu của Minecraft không thực sự thú vị đến như vậy. Chúng ta những người chơi Minecraft thì khi xem hai người chơi đánh nhau bằng kiếm hay bằng rìu, chúng ta có thể thấy được những kỹ thuật mà họ sử dụng hay là thấy nó thú vị. Tuy vậy, đối với những người ngoài thì khi nhìn vô chả khác gì hai khối Lego đang liên tục đập kiếm vào nhau. Cái tiếp theo đó chính là Minecraft không phải là một tựa game được tạo ra với mục đích chính là để thi đấu. Nó giống như là một phần rất rất nhỏ của game Minecraft thôi. Về cơ bản thì Minecraft vẫn là game sinh tồn, sáng tạo. Thế nên ở trong một viễn cảnh bất kỳ nào đó mà các bạn tưởng tượng hệ thống PvP thi đấu solo của Minecraft hay Skyward v.v. trở thành một giải đấu eSports đi kèm với một giải thưởng khổng lồ thì điều đó khá chắc là sẽ không xảy ra. Và trước khi kết thúc video thì mình phải có đôi lời dành cho cái thanh niên đã tạo ra cái model Ngộ Không này.
Đây là một cái model kèm với lại cái skin rất đẹp và rất là chi tiết luôn. Cái skin và cái vũ khí này là một phần đi, nhưng mà cái bộ skill và cái vũ khí của nó quá hay anh em. Look at it. What? Ý là cho dù trong video này mình xài không có hết cái tất cả tính năng, hiểu không? Anti hay là với kia lấy ra cái skill 2 này, cái skill 2 này nó mình chỉnh hơi ngu, nó bị lỗi rồi, nhưng mà yeah. Nhưng mà mình phải nể phục thanh niên Huy Noob đã tạo ra cái bộ skill cho cái con model này, cho dù là mình xài không hết. Đây có biết vì sao không, kiểu mà Huy Noob đưa cho mình một cái đống command block. Nhìn vô cái đống này tôi không hiểu một cái gì cả. Và tôi không biết tại sao nó lại có thể hoạt động. Như thế này, và nó có tạo đam thiệt luôn đó anh em, kiểu rồi cool rồi, là look at it, chết ngắt. Wow. Để đây tôi đánh thường, kiểu nó cũng sẽ chết ngắt. Yeah. Wow. Tôi không biết bằng cách nào ông mà Nguyên Nút có thể làm ra cái điều đó, nhưng mà từ từ. Không những thế, còn một cái nữa cơ. Cái video này, cái đoạn mình quay cái chỗ này chỉ có chút xíu thôi đúng không? Để mình quay cái chỗ này để quay anh thanh niên Tôn Ngộ Không có chút xíu thôi à. Nhưng mà cái map này rất là bự. Thực chất cái map này rất là bự, và cái map này ôi ôi lắc. Anh em đoán xem ai đã xây cái này. Mình đã bỏ mấy ngày ra để mình xây cái map này, và mình quay nó trong vòng bao nhiêu? 3 giây hả? Tôi quay nó trong 3 giây. Có một số khu vực mà nói chung là cái map này gọi là xây, nhưng mà thực tế thì mình xây chủ yếu là cái khu vực trung tâm hình tròn. Còn bên ngoài thì mình chỉ xây mỗi bức tượng. Mình không biết chắc là tượng này của Phật này tên là gì. Tôi đã xây hẳn một cái cột trung tâm như thế này làm cái nhà chính, để tôi suy nghĩ là tôi sẽ phá nó. Nhưng mà tôi chợt nhận ra nếu mà tôi nổ TNT cả khu này thì chắc là máy tôi đứng mất lúc đó, thì quay còn được cái gì nữa. Nên là tôi đã không cho nổ. Hơn thế nữa, anh em thử để buổi tối đi. Tôi rất thích cái map này mà tôi xây nên. Anh em thử để buổi tối nhìn đi. Thế mà tôi lại không xài hết. Wow. Đáng ra phải có một cảnh đánh nhau. Thế mà ngược lại thì cái chỗ tôi quay nhiều nhất lại là cái khu vực phòng net này. Tôi chả có gì quá tự hào khi mà xây được cái khu vực phòng net này với một cái tấm bảng gọi là cái tivi to bự. Cùng với rất nhiều những anh dân làng, đi kèm với lại một cái màn hình cát giải. Chắc mình phải nghiệm lại. Nhưng dù sao thì mình cũng cảm ơn mọi người đã xem video này. Chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye. Hả? Mùng 1 Tết Liên Quân, dinh quà rất lộc. Và ngay Liên Quân nhận ngay cặp skin thần tài hữu hạn Triệu Vân và Slim. Lì xì may mắn 50.000 quân huy mỗi ngày. Và các quà tặng khác trong chuỗi sự kiện Tết từ 5 tháng 1 đến 29 tháng 1. Mùng 1 Tết vào Liên Quân. Để cả năm may mắn nha các bạn.